có nên làm mộ sẵn hay không có nên là... và vì sao lại phải làm mộ sẵn thì uh, trước mắt quý vị và các bạn đây là một cái công trình uh, lăng mộ đá mà mình vừa mới thi công xong ở trong nghĩa trang Kim Tơ của tỉnh bà Rịa Vũng Tàu và ở trong cái công trình này ấy, thì mới có hai cái phần mộ được lắp trước đó là phần mộ của ông và phần mộ của cô là mình đã lắp rồi và uh, ở trong công trình này thì như quý vị và các bạn đang nhìn thấy tất cả những cái mảng xanh ở trên các cái phân cốt này ấy, thì là những cái vị trí mà quy hoạch cho thế hệ sau thế thì quay trở lại cái câu chuyện là có nên làm mộ sẵn làm mộ trước hay không ấy và tại sao lại phải làm sẵn đây là những cái phần mộ mà mình uh, làm trước cho gia đình nhà bác ấy và tại sao lại phải làm mộ trước như thế này? Tại vì để một cái công trình lăng mộ đá mà nó đẹp ấy thì cái yếu tố nguyên liệu nó là yếu tố then chốt và là yếu tố quan trọng nhất và một cái công trình lăng mộ đá đẹp với cái nguyên liệu nó then chốt ấy, tức là tất cả các cái hạng mục tất cả các cái chi tiết ở trong công trình lăng mộ đá đó nó được chế tác trên một cái nguyên liệu nó thống nhất về màu sắc và nó cùng một cái 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 loại đá, tại vì như quý vị và các bạn biết đấy, những cái công trình năng mộ đá như thế này là bọn em chế tác trên chất liệu đá tự nhiên và khai thác ở các cái mỏ ở ở các cái mỏ đá ấy. thì ở trong các cái mỏ đá ấy, thì khai thác ở mỗi một cái thời kỳ khác nhau ở một cái tầng khác nhau ở một cái lớp khác nhau thì nó sẽ có những cái màu sắc khác nhau thế nên là em quay gần ở đây đi em đứng ở chỗ này em quay gần ở đây thì ở mỗi một cái 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 cái, cái, cái mỏ đá hoặc là ở mỗi một cái tầng một cái thời kỳ khai thác khác nhau ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái màu đá khác nhau thế nên là khi mà xây dựng cái công trình này thì mình như ở trong gia đình nhà bác ấy thì là mình đang làm trước những cái phần bộ này để quy hoạch cho một số cái ngôi bộ mà bác ấy sẽ dự kiến là đưa các cụ ở trong quê ra đây để quy tụp để để quê quần với con cháu thì phải làm trước các cái phần bộ này đi chứ còn nếu như mà chẳng hạn như là hai ba năm nữa thì bác mới đặt tiếp ấy, thì lúc đó thì lại khai thác đá nó ở những cái tầng khác nó ở những cái lớp khác thì cái màu đá ở thời điểm đó nó sẽ khác toàn bộ với lại những cái màu đá mà đang làm cái công trình này thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng hình ảnh nó sẽ tạo ra một cái 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 sản phẩm nó khác nó không đồng nhất với lại những cái sản phẩm đang có. Và khi mà các bác đặt trước những cái phần mộ như thế thì các bác có mấy cách như thế này, một là đối với lại những cái công trình mà nó đã quy hoạch và có diện tích rộng như thế này thì các bác có thể là đưa về đây, các bác đặt sẵn ở đây hoặc là các bác có thể gửi lại ở phía bên đơn vị gia công chế tác. Chẳng hạn như ở trong cái khu trưng bày của nhà em ấy thì đang có rất là nhiều những cái phần mộ của các bác khách hàng là các bác ấy đặt trước, các bác gửi ở đó ví dụ như này có những bác thì làm một ngôi mộ cho bố thì các bác đặt thêm một ngôi nượm mộ nữa cho cho mẹ tại vì là nhiều khi là ông bà bà cũng cao tuổi rồi chẳng hạn và các bác ấy muốn rằng là khi mà sau này khi hai ngôi mộ đặt cạnh nhau ấy, thì nó sẽ giống nhau nó sẽ giống nhau thế nên là các bác đặt cùng một thời kỳ để cho cái công trình đó để cho hai cái phần mộ đó nó nó thống nhất về cái chất liệu đá thì sau này nó sẽ đẹp hơn chứ còn tránh cái trường hợp là nhiều khi đặt như em vừa nói đặt ở hai thời kỳ khác nhau và mình khai thác ở hai cái cái thời điểm khác nhau thì đương nhiên là cái màu đá nó sẽ khác nhau và như cái công trình lăng mộ đá này với cái diện tích chiều ngang là 15m và chiều dài là 20m thì đều được chế tác trên chất liệu đá xanh rêu loại đá xanh rêu cứng nhất cao cấp cao cấp nhất hiện nay và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy tất cả các hạng mục nó đều thống nhất về màu sắc thì nó tạo cho công trình một cái 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 vẻ đẹp hơn và nó cũng trang trọng hơn và để làm được một cái công trình lăng bộ đá nó đều như thế này thì nó đòi hỏi rất là nhiều, nhiều 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 yếu tố và như em vừa nói đấy là cái yếu tố nguyên liệu tức là mình phải lựa chọn làm sao cho tất cả những cái loại đá mà nó đồng màu nhất cũng giống như khi mà các bác đi mua những cái bộ bàn ghế gỗ ấy nếu như trên cái bộ bàn ghế đó mà các cái vân gỗ rồi là nó không giống nhau về nó không giống nhau về màu sắc ấy thì là cái cái bộ bàn ghế đó nó không đẹp và đối với lại những cái công trình lăng mộ đá nó cũng vậy em quay sang phía bên này đối với lại những cái công trình lăng mộ đá cũng vậy nó đòi hỏi là cái sự thống nhất về màu sắc là nó là yếu tố quan trọng thì đó là một số những cái lưu ý của của em về cái việc là khi mà các bác đặt sẵn những cái phần mộ cho ông bà tổ tiên thì các bác cần phải lưu ý những cái điều đó và nếu quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm lăng mộ đá thì quý vị và các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại ở trên màn hình thì em sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình xây dựng được những cái công trình lăng mộ đá nó chất lượng nhất và hài hòa nhất xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều xin chào